Toàn Lưới mến chào các anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Toàn Lưới sẽ quay một video ngắn chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn một cái mẫu lưới leo trèo. Trên màn hình các anh chị và các bạn đang xem đây là một mẫu lưới leo trèo trên chất liệu là dây dù phi 10. Và ô lưới là ô lưới hình vuông. Thì sẵn tiện làm xong cho khách thì Toàn quay review chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn. Và nếu các anh chị và các bạn có nhu cầu làm theo làm một tấm lưới theo kích thước yêu cầu của các anh chị và các bạn thì có thể liên hệ với Toàn Lưới bằng cách là comment bên dưới video hoặc là liên hệ qua số hotline 0908 099 908. Thì Toàn Lưới sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho các anh chị và các bạn nha. Thì trên màn hình các anh chị và các bạn xem đây là một tấm lưới ô lưới là hình vuông. Dây dù trắng, thì đối với chất liệu dây dù trắng này thì chỉ thích hợp sử dụng trong nhà thôi nha các anh chị. Để ngoài trời thì nó sẽ nhanh hư. Và cái phi dây 10 ly. Giờ Toàn sẽ cầm một cái cây bút để đưa vào ha, thì nó sẽ to hơn cái cây bút bình thường của mình một tí. Đó, và khoảng cách. Đó, dây màu trắng nha. Đối với dây dù tơ này thì mình để trong nhà thôi, để ngoài trời nó sẽ nhanh hư. Đó, và cái mắt lưới. Mắt lưới, khoảng cách mắt lưới là 10 cm. 10 x 10 cm. Ô lưới hình vuông. Thì mình đưa tay vào thì nó cỡ với cái bàn tay mình á.